Rồi chào tất cả mọi người nha. Hồi nãy mình quay cái clip hơi dài, video giao lưu với anh em chia sẻ ngày chủ nhật anh em xem chơi nha. Còn cảnh quá trình làm việc và một số thắc mắc, số nói chung là cũng số khó khăn trong thời gian bán hàng. Những thành phần xấu nó phá phách là đủ thứ chuyện. Anh em có thể xem, nhiều khi nó xem rồi có thể là nó comment nó chửi nó lung tung nữa đó nữa. Để đi khỏi nghe, để chút tao mình nghe người ta coi. Mỗi ngày mỗi nói mấy tới những con người này mình nói cũng khá mệt nha mọi người. Giờ hôm nay mình giới thiệu mình test cho ba. Trong đó mỗi clip nói nhiều quá thì chung cũng anh em cho nó hơi dài dòng. Nay mình test cho anh em là ba cái cần lực này. Hôm nay mình về hôm nay rồi nha. Mà mình chưa có đăng bán nè. Cây thằng Tonichi nha mọi người. Tất cả máy in ra băng nha. 3 cây, giới thiệu 2 cây 6 Newton 1/4 trước ha. Chung cấm mình sẽ test sơ chức năng nha. Tại vì những con ốc Honda này hình như là nó quá lực với nó. Một cây này cây nhỏ anh em thấy nè, nó có 6 Newton mét nha. Còn cây này nè là 12 Newton mét. Đây nó mã số. Chung anh em có thể, nếu anh em muốn kỹ mua hàng anh em có thể lên mạng mà sạc cái tìm hiểu cái chức năng của nó nha. Hôm nay mình chỉ test được thế này thôi. Để mình lấy cái thước. Một cây 1/4. Tổng chiều dài nó là 17 nha mọi người. Tổng chiều dài luôn cái khóa chỉnh lực ở phía sau. Cây này 6 Newton mét nha. Ở đây nè mọi người. Cây này nó giữ 6 Newton mét nha. Tiếp theo là cây này 12 Newton mét. Rồi mình sẽ test từng cây, mình sẽ báo giá sau nha mọi người. Đây là cái chỉnh lực khí nằm dưới, anh em nó có thể thấy cái thông số nó luôn. Những cây này mình tuyển chọn nha anh em, nên được giá nó cũng hơi cao. Thì anh em cứ xem, cảm thấy phù hợp thì mình mua hàng nha. Mình có dù mình không thích hợp không mua thì mình có thể mình xem chơi, có thể góp ý với nhau để mà học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Những cây này nói chung mình cũng không biết chức năng, chỉ mình lấy về mình bán cho để tham khảo, để chuẩn bị mình tìm hiểu những cái cây này chức năng cao cấp của nước người ta. Cây này cũng tổng dài hơn 21. Cây này là 3/8. Trước khi test mình sẽ mở con ốc này ra trước nha mọi người. Mình sẽ mở bằng cái cây 1/8 3/8. Nói chung mở ra thì mở lực tối đa. Đây mình mở ra nha. Rồi mình sẽ test cây đầu tiên nhất là một cây này cây 6 Newton đâu. Trước tiên mình sẽ test cây 6 Newton nha. Mình sẽ để cái chế độ lực là khoảng 4 Newton. Rồi anh em xem nha. Cái điện thoại mình hơi cùi, nó quay hơi lấy năng lượng. Đây mình sẽ siết vào cho anh em xem nha. Khi nó đủ lực là anh em để ý là cái cần nó sẽ làm một cái cọc ngay chỗ này đó. Và đủ lực á, 4 Newton đó. Nếu mình đẩy, cố gắng đẩy nữa nó vẫn sẽ ấn đi, nhưng mà nó y như là cái này là cái báo hiệu để là đủ lực của nó rồi mọi người. Không, mình diễn tả nói chung mình cũng không hiểu hết những cái chức năng cái này nha, có thể mình diễn tả không đúng. Thì nếu anh em muốn kỹ hơn thì anh em có thể lên mạng mà tìm hiểu cái chức năng cây máy này nha. Mình cũng khá mất thời gian. Rồi giờ mình chỉnh lực lên tối đa nha. Đây là 4 Newton nè. Giờ mình chỉnh lên 6 nha. Cái này mình khóa lại, mình mở ra. Mở cái này ra, mở cái đít ra nha. Rồi mình chỉnh nó lên. Chỉnh tối đa nó 6 Newton nha. Coi nó có đi được miếng nào không nha mọi người. Rồi tiếp tục đây đó, nó đẩy đi được một chút xíu à, là nó nhảy cốc rồi nè đó. Rồi 6 Newton mình chỉnh hết tốc lực chế độ lực của nó rồi nha. Tiếp theo là cây 12 Newton, mình sẽ để cái chỗ hồi nãy này 6 rồi, mình chỉnh hết tốc độ hết cái chế độ lực của nó luôn nha, là 12 Newton. Cây này 12 Newton nha. Mình xem nó có thể nó đi được một miếng nào không nha mọi người. Nói chung cái này thì nó gấp đôi cái kia.
chung mình xiết những con ốc như thế này là con ốc 12. Nó đi vào đây là nó cũng khá nặng tay rồi mọi người. Mình để coi cái 12 Newton 12 Newton mét nó có đủ lực để mà xiết thêm miếng nào không nha. Đó, nhích được miếng mà nó chưa có đủ lực nữa. Đó. Nó đi thêm được miếng là nó nhảy cái cốc nè. Đó. Đó, anh em có thể nghe tiếng cốc cốc không nha. Rồi. Cái thứ ba mình đang sử dụng cây 3/8. 3/8 nha. Lực nó để mình cho anh em xem sao nha. Đây là mã số của nó, Tonichi nha. Nó không có cái phần kết nối cái này. Không có cái này nha. Nó thẳng như thế này luôn. Lực thằng này nó là khoảng 25 Nm. 225 cm nè. Là nó 25 Nm đó. Rồi mình sẽ để với chế độ tối đa luôn. 225 ha. Rồi mình sẽ dặn vào coi nó được là nó có thể đi vào một miếng nào không nha mọi người. Rồi, chỉnh qua chế độ xiết nha. Anh em xem nha. Đó, mình dãy thêm được miếng mà nó chưa có nhảy cốc mọi người. Đó. Dãy thêm được miếng nó kêu cái cốc. Đó là nó đủ lực đó mọi người. Nói chung mình cái cách diễn tả mình nhiều khi nó không có chính xác tại vì mình không có tiếp xúc nhiều với những cái vật, những cái cây này. Cho nên mình diễn tả mình thấy cái sự khác biệt từ 6 Newton cho tới 12 Newton và 22,5 Newton. Chung này à, những con ốc này anh em siết tay là bây giờ là siết tay nó cũng là cảm thấy là rất nặng luôn nha mọi người. Để mình siết thử cho anh em xem nha. Như vụ 6 Newton nó dặn được con ốc như thế nào. Dù ốc 6, ốc 7, ốc 8, ốc 10 đổ lại. Dù 12 Newton thì mình có thể dặn 12, 11, 13 gì đó. Cái này anh em muốn mua thì tìm hiểu kỹ hơn để đưa ra quyết định mua hàng nha. Chúng mình có 3 cây thôi. Rồi mình sẽ xiết bằng cái lực tay thử coi cái độ nặng của nó như thế nào nha. Này mình nhúng luôn mọi người, mình vô được chút xíu thôi đó. Như đây là mình cảm thấy hết lực tay rồi. Cái cây 3/8 này nó là như nó siết vào như vậy là cũng đủ cứng rồi mọi người. Cho nên dù nó thiết kế để cho mình dặn những con ốc để cho nó không quá lực, nó để nó không có hư mấy con ốc, để nó không có hư những con ốc này, nó tè. Anh dặn quá lực là nó như nó phải tè cái đầu ốc. Rồi đây, nhìn vào đó mình đủ lực mình nhận cái kêu cốc cốc cốc. Rồi bây giờ mình mở ra nha. Mở ra thì cái lực tối đa luôn. Cái lực mở ra mọi người. Đây mình xiết vào. Mình xem để kêu cái cốc là đủ lực nha. Đó, tới đây là kêu cái cốc là đủ lực. Rồi, anh em xem tham khảo nha. Cảm thấy phù hợp thì alo cho mình nha. Và mình báo giá luôn cho anh em nha. Cái cây 6 Nm này mình bán với giá là 500.000 anh em. Thôi bán cho chung là vui vẻ giao lưu với nhau đi. Mình bán 500.000 là chuyển khoản hết nha, bao ship luôn. Tình trạng mình test như thế này nha mọi người. Thì anh em có thể tìm hiểu sâu thì anh em thì hãy tìm hiểu sâu kỹ hơn chức năng nha. Mỗi con cây này 12 Nm. Mình bán với giá là 550 nha, bao ship luôn. Chuyển khoản hết. Không kèm đầu khẩu nha anh em muốn mua đầu khẩu thì anh em có thể alo mình tìm đầu khẩu nha. Tìm mấy cái đầu khẩu này cũng không phải dễ dàng. Còn cây này 12 Nm, ủa gì? 225 nha. Đây. Còn đẹp nha mọi người, ngoại hình còn như là mới 90% luôn đó. Cây này mình bán với giá 650 nha, bao ship luôn nha mọi người, chuyển khoản hết. Chúng anh em lên Google anh em gõ cái thương hiệu này ra nha. Mình còn cái tu vít chỉnh lực nữa. Thôi để sẵn đây mình test cái tu vít chỉnh lực tôi cho anh em xem luôn nha. Rồi để mình test cái tu vít chỉnh lực cho mọi người cùng xem nha. Ui cha, cái cây này dặn bằng máy nè, ai dặn máy là nó muốn banh cũng sờn cái cây của mình rồi, con ốc của mình nha. Mình mở con ốc ở dưới, anh em cố gắng xem kỹ nha.
Rồi mình sẽ mở ra hết nha. Cây tu vít này mình cũng còn mấy cây mọi người, tại vì mình không chưa review, bán được mấy cây mình chưa review, cũng của Tony Chi mấy da băng nha. Thằng này lực nó tối đa là như 15 cm nha anh em, chung để dặn những chi tiết nhỏ, tại cái này nó là bằng nhôm, để mình dặn thử cho anh em xem cái chế độ chỉnh lực của nó nha, để mình trở về cái lực nhỏ nhất của nó đi. Ủa, cái này là nhỏ nhất rồi, chung nhỏ nhất quá thì mình nó chỉ có chút xíu mà mình dặn vô đây đương nhiên nó sẽ được, mọi người nó dặn những con ốc này không nổi đâu. Đó. Anh em có thể thấy là nó trượt đó, để dặn cho mình xài những chi tiết nhỏ, đồng hồ hay là điện thoại, sửa chữa điện thoại để mình chỉnh cái lực, mình chỉnh cái lực tối đa thử coi nó có lên được một miếng nào không nha mọi người. Tối đa 15 cm luôn. Rồi hết rồi ha. Trong đây mình không có cái chi tiết nào để mình test thử cho anh em xem. Đó, nó đi được một vòng nha mọi người nè. Hai vòng. Đó, nó chưa tới, nó chưa nhảy nha. Đó. Nó chưa nhảy cốc cốc nha. Đó, bắt đầu nó nhảy đó mọi người. Đó là hết lực, đủ lực nó rồi nha. Đây. Cây này chức năng khá hay. Cây này còn quá đẹp mọi người. Cây này mình bán với giá là 250.000 nha, chưa phí ship. Gồm thân máy nó là sẽ như cái thân cây vít nó như thế này thôi. Chung mình khuyến cáo anh em trước khi mua hàng, anh em tìm hiểu kỹ những cái cây này để cho mình mua hàng, cho mình sử dụng cho nó phù hợp nha. Kể cả những cái cây khẩu này luôn, 1/4, 3/8 luôn. Mình báo giá công khai rồi đó, anh em cứ xem kỹ, có thể mình sạc trên mạng ở đâu đó, rồi mình hãy cứ đưa ra quyết định chốt hàng nha. Rồi hôm nay thì buổi sáng mình làm hai cái clip giao lưu hồi nãy hơi dài. Còn cái clip này là mình test 3 cây cần lực này. 500, 550, 600. Rồi. Hôm nay chủ nhật mà ai cũng rảnh thì nói chung thời gian của mỗi người mỗi khác, anh em có thể giờ này đi giao lưu với bạn bè, có thể chủ nhật mình đi ăn nhậu được. Còn giờ này mình phải bán hàng để mà như khi chia sẻ với anh em nhiều cái sản phẩm nội địa Nhật, nó rất là hay và đa dạng. Rồi anh em mua hàng liên hệ trực tiếp với mình nha, trong ban ngày rảnh mà anh em có thể điện thoại hoặc nhắn tin cách nào cũng được, rồi mình nếu mà mình sản phẩm nào còn mình sẽ trả lời anh em nha, còn nếu mà hết thì mình cũng sẽ trả lời luôn. Ban ngày thì mình dành thời gian cũng khá dài. Rồi xin chào anh em nha.